Xin chào các bạn. Một modem 4K của Sony mà Tùng phải khẳng định là vừa túi tiền nhất từ trước đến nay. Đó, cho các bạn có nhu cầu sử dụng với chất lượng quay phim chuẩn 4K và là hãng của Sony với tích hợp rất nhiều tính năng để cho các bạn sử dụng. Đó là modem Sony HFDR. Sony FDR AX33. Đó, trước mắt các bạn là con Sony FDR AX33 modem 4K của Sony quay chuẩn 4K các bạn nhé, với rất nhiều tính năng cho các bạn có nhu cầu sử dụng. Thì con trước mắt các bạn là con AX33 sách tay Mỹ các bạn nhé, hình thức còn rất đẹp. Tùng có review cho các bạn về modem AX33 này rồi nên là Tùng cũng không review nhiều, Tùng cũng không giới thiệu nhiều, Tùng chỉ giới thiệu về cơ bản cũng là công việc để cho các bạn phù hợp nhất. Thì con AX33 này là hệ zoom thấp thì chúng ta sẽ phù hợp tất cả các mục đích quay chương trình, quay vlog, quay sự kiện, quay gia đình, tiệc cưới hoặc là livestream dạy học, bóng đá phủi hoặc là thể thao, nói chung là vân vân mọi thứ mà chúng ta không có nhu cầu zoom sát. Với con AX33 này với zoom mở rộng rõ nét là 15x thì chúng ta quay bóng đá thoải mái các bạn nhé, thoải mái. Rất nhiều anh em cũng dùng modem này để livestream bóng đá bởi vì chất lượng nó khá ok. Đó, mà chi phí của chúng ta bỏ ra là không quá nhiều. Thì con này được tích hợp với một màn hình cảm ứng là 3x và một view phụ. Như các bạn biết, một view phụ. Đó, chúng ta có thể là soi qua view phụ này mà không cần phải mở màn hình ra. Và con này được tích hợp với khe cắm thẻ nhớ SD, chúng ta có thể lắp thẻ nhớ 8GB, 16GB, 32, 64, 128 hoặc 256GB, thẻ nhớ SD, thẻ nhớ to các bạn nhé, thẻ nhớ to. Và con này có cả tính năng quay night shot, tức là quay hồng ngoại, quay ban đêm các bạn nhé. Quay night shot này, như các bạn nhìn thấy này, màu xanh lơ này, đấy là quay hồng ngoại. Với thiết kế ống kính là chống rung 50, ống kính mắt liếc. Nên là giúp cho chúng ta là di chuyển là rất là dễ dàng và tiện lợi, rất là mượt mà. Đó, rất là mượt mà. Và đường kính lọc là 52mm. Con này được tích hợp với một thứ đó là vòng xoay đầu, vòng xoay manual ở đầu này, vòng xoay chỉnh ở đầu này. Và tích hợp một phím manual để chúng ta có thể là lựa chọn chỉnh thủ công. Ví dụ cái vòng xoay này có các tính năng như sau. Một là tăng zoom giảm zoom, 2 là focus, 3 là độ sáng, 4 là iris, shutter speed hoặc là đấy, shutter speed là tốc độ màn chập các bạn nhé, khẩu các thứ nó sẽ tích hợp ở vòng xoay này chỉnh và lựa chọn ở manual các bạn nhé. Chúng ta có thể là chỉnh thủ công tại đây đó. Và con này cũng có cổng HDMI để chúng ta livestream hoặc xuất video và hình ảnh từ máy quay này qua thiết bị khác, ví dụ như máy chiếu hoặc TV. Tùng cũng có nói với các bạn về dịch vụ livestream rồi đúng không ạ? Chúng ta không lạ lẫm gì nữa, rất nhiều anh em đang quay bóng đá phủi hoặc là livestream sự kiện, hoặc là rất là phù hợp cho các sĩ tu hoặc cho các bạn đang phục vụ nhà chúa ở trong nhà thờ. Chúng ta có thể là sử dụng một con AX33 này để quay các thánh lễ, livestream các thánh lễ các bạn nhé, rất là phù hợp, rất là ok. Con này được tích hợp với mic thu âm 5.1. Đó, đây là phím chuyển chế độ này, chuyển chế độ chụp ảnh và quay phim này, đây là phím photo và đây là phím tăng zoom giảm zoom. Ở vị trí trên chốc máy thì có vị trí cho chúng ta gắn đèn, gắn mic rời. Đó. Con này được tích hợp với pin FV, chúng ta có thể nâng cấp lên pin dung lượng lớn và Tùng luôn luôn có sẵn pin dung lượng lớn cho các bạn nâng cấp các bạn nhé. Máy còn rất đẹp, bên này có cả cổng mic in, audio out. Chúng ta có thể sử dụng mic rời hoặc là đây là có cổng multi, cổng kết nối dữ liệu hoặc là kết nối với các tay cầm, tay zoom. Đó, ở trên tay cũng có một cáp tích hợp, cáp USB tích hợp các bạn nhé. Con này được tích hợp Wi-Fi và NFC, chúng ta cũng có thể là chuyển video và hình ảnh ở bất kể nơi đâu qua đường truyền Wi-Fi và NFC của chiếc AX33 này. Đây là được tích hợp với zoom mở rộng rõ nét 15x này. Thì con này đó, Tùng cũng review rồi nên là Tùng cũng không nói gì nhiều đâu các bạn ạ. Con này là hàng sách tay Mỹ. Thì
thì giao diện của nó là giao diện tiếng Anh các bạn nhé, giao diện tiếng Anh này, hàng sách tay Mỹ giao diện tiếng Anh các bạn nhé. Đó, tích hợp Wi-Fi NFC, chống rung 50 ống kính mắt liếc, di chuyển rất là mượt mà. Đấy, nắp ống kính đóng mở tự động và quay chuẩn, quay phim 4K. Thì con này có một chút lỗi, một chút lỗi thôi. Đó là chỗ vỏ này, như các bạn nhìn thấy này, chỗ vỏ này nó có một vết nứt rất nhỏ. Các bạn nhìn thấy có một vết nứt rất nhỏ đó. Thật ra chỗ vỏ này nó cũng hơi mỏng đó, nên là nó va đập là có thể nó bị nẻ. Cái này thật ra thì nó chúng ta phải nhìn kỹ chúng ta mới thấy thôi, còn chúng ta mà để nhìn qua qua là không thấy đâu ạ. Đây các bạn có thể nhìn thấy cái vết nứt này chưa ạ? Đấy, thì thật ra nó không ảnh hưởng gì về máy cả, và chúng ta nhìn qua thì cũng không thể thấy. Nếu mà anh em bạn bè nào mà quá cẩn thận thì chúng ta có thể là dán một lớp giấy đen quanh khu vực này đó, chúng ta cũng không thể nhìn thấy gì nữa cả. Và con này Tùng bán ra cho các bạn là kèm phụ kiện như sau: pin, sạc adapter, cáp USB, cáp HDMI đó, thẻ 64GB và thẻ 64GB và túi các bạn nhé, pin, sạc, cáp đó, túi, thẻ, cáp HDMI đó. Đó là đầy đủ phụ kiện để cho các bạn sử dụng, có thể là có cáp HDMI sẵn thì chúng ta có thể live stream, hoặc là anh em nào cần thiết bị live stream ví dụ như là cáp trở cạc đấy thì Tùng cũng có sẵn để cho các bạn có nhu cầu nhé. Chân máy quay Tùng cũng có, nên là chúng ta có thể là sắm đủ bộ trừ máy tính chúng ta là cần phải có sẵn thôi, bởi vì Tùng không kinh doanh trên máy tính đó. Các bạn có thể nhìn thấy hình thức này, thì số điện thoại liên để cho các bạn liên hệ là 0868 238 232. Đó, hoặc các bạn có thể add qua Zalo số đấy cũng được, hoặc là chúng ta có thể inbox qua Facebook. Facebook của Tùng là Nguyễn Tùng, có tên đằng sau là Tùng Phú Thọ. Đó, các bạn cũng có thể là check qua Zalo, check qua Facebook. Giá con này Tùng để cho một các bạn là giá là 12.800.000 đồng. 12.800.000 đồng với full phụ kiện các bạn nhé: pin, sạc, cáp, túi, thẻ, cáp USB, cáp HDMI. Đó, và Tùng có ship code toàn quốc, bao lỗi đổi máy 10 ngày, bảo hành 6 tháng. Đó, các bạn có nhu cầu liên hệ cho Tùng, số điện thoại 0868 238 232, và giá là 12.800.000 đồng. Hiện tại máy 4K thì cũng rất ít máy ở hiện tại thị trường Việt Nam, nó cũng rất ít máy, bởi vì máy đợt này là anh em quay sự kiện, quay chương trình nhiều là cũng đang hơi khan một chút. Nhưng với cái giá 12.800.000 đồng với một chiếc AX33 đẹp như thế này thì thật ra thì cũng không Tùng thấy là cũng bình thường đó, với mức giá mua mới là hơn 20 triệu các bạn ạ. Còn máy qua sử dụng là Tùng, như con này Tùng để cho các bạn là 12.800.000 đồng, và Tùng có bao lỗi đổi máy 10 ngày, bảo hành 6 tháng, hỗ trợ kỹ thuật chọn đời máy cho các bạn yên tâm sử dụng nhé. Tùng luôn luôn hỗ trợ kỹ thuật chọn đời máy cho các bạn yên tâm sử dụng. Khi các bạn mà dùng 5-7 năm sau mà các bạn vẫn dùng sản phẩm của bên Tùng thì Tùng vẫn sẽ hỗ trợ các bạn. Các bạn khó khăn chỗ nào Tùng sẽ hỗ trợ cho bạn chỗ đấy. Các bạn chỉ cần inbox lại cho Tùng thôi và đặt ra câu hỏi và Tùng sẽ trả lời cho các bạn. Sony AX33, quay phim chuẩn 4K, hàng sách tay Mỹ, bản tiếng Anh, giá 12.800.000 đồng, full phụ kiện, pin, sạc, cáp, túi, cáp USB, cáp HDMI, ship code toàn quốc, nhận hàng, kiểm tra xong rồi thanh toán, bao lỗi đổi máy 10 ngày, bảo hành 6 tháng. Và số điện thoại là 0868 238 232 các bạn nhé, 0868 238 232. Đó, nick Facebook Nguyễn Tùng, có tên đệm đằng sau là Tùng Phú Thọ, các bạn có thể check nhé. Đó, rất nhiều tính năng con AX33 này và rất nhiều công việc phù hợp con AX33 này, với cái mức giá tiền là rất là vừa túi tiền cho các bạn là có nhu cầu đầu tư một chiếc máy quay Sony cầm tay, quay phim chất lượng chuẩn 4K. Đó, và Tùng cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi video của Tùng, cũng rất mong là các bạn sẽ ủng hộ sản phẩm của bên Tùng và luôn luôn đồng hành với kênh Handycam Vlog của Tùng. Xin chân thành cảm ơn và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở các video tiếp theo.